ở đây toàn là các khu vui chơi này toàn là các thiết bị nhập từ Nhật Bản gì đấy các bạn ạ. Rất là an toàn và đẹp nữa. Lái to đây. Bạn Mimi hôm nay chơi lái ô tô này các bạn ơi. Đường đẹp quá, có đủ các hình thù này, rực rỡ quá đi thôi. Mimi đang váy đấy. Tàu này các bạn ơi. Trên tàu này có đèn nhấp nháy này, các bạn nhỏ rất là thích đấy. Có rất là nhiều toa tàu này. À, bạn Mimi đang nhét tiền vào ô mua xu này. Đấy, máy bán xu tự động. Trò chơi này là thật là sống động, giống như là đang cưỡi cano ở trên sóng biển thật đấy nhỉ các bạn nhỉ. Nước vẫn đang phun ra này các bạn ơi. Múc rồi. Bạn ý điều khiển múc một tí kẹo như này này. Kẹo đổ ra. Sẽ rơi ra ở đây. Thế là dễ thôi.
đi nhỉ các bạn nhỉ. Phía trước này có kia, con phải nhìn đường. Ôi, rơi vào xoáy nước rồi. Thế mình chẳng nhìn đường gì cả. Nhìn đường liên tục vào chứ. Nào, phải rẽ nhá. Đấy, tránh các cái con giống như là Apple nhỉ. Wow. Nước vẫn đang phun ra này các bạn ơi. Sóng biển đấy. Hãy subscribe.
chơi này thì chắc là gắp kẹo. Không phải gắp kẹo đâu, chắc là gắp thứ nhồi bông đấy. Trời ơi, nhồi bông sẽ rơi ra. Và chắc cả kẹo nữa. Nhưng mà nếu mà để thứ nhồi bông rơi ra thì chơi tốn rất nhiều xu nhiều xiềng đấy các bạn ạ. Alone.
cái này chuẩn bị được này. Ôi lô, giỏi đấy. Nào, các chị chơi giỏi không con? Các chị chơi quá giỏi luôn nha. Đấy, rơi ra quà tặng ở đây này. Giỏi quá. Min Min ra xem các chị chơi này. Đấy, các chị chơi ăn được bao nhiêu quà này. Để cái cần điều khiển cái cần này múc. Múc loại kẹo lên hơn rơi ra quà tặng ở đây là một loại kẹo. Chơi thì hay quá. Khi mà quà tặng rơi ra thì không ai có thể nhớ được. Nhảy theo nhạc.
Linh chơi trò đập cá sấu không? Linh chơi trò đập cá sấu đấy, rất là thú vị đấy. Cho su vào con cá sấu nó sẽ chui ra ở đây và dùng cái búa này đập chịch 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 vào thì nó sẽ thụt vào luôn. Mimi để ra khu vực này à, khu vực này không được vào đây đâu, mời bạn Mimi đi ra. We'll be right back.
Yeah.
Hãy subscribe.